Quả báo của tội tà dâm. Người xưa có câu, vạn ác dâm vi thủ. Ý nói rằng trong vạn cái ác thì tội tà dâm đứng đầu. Để nói lên rằng phạm tội tà dâm sẽ bị báo ứng nặng nề nhất. Con người ta, chỉ một niệm dâm dục sẽ dẫn khởi nhiều ác niệm, làm ra những chuyện không còn liêm sĩ, thương thiên hại lý, đi ngược với luân thường đạo lý. Các loại ác nghiệp cũng từ đó mà sinh ra. Cổ nhân cho rằng, hễ phạm tội tà dâm là đã tạo nghiệp chồng chất, từ đó mà tổn hao phúc báo, con đường nhân sinh cũng vì vậy mà gặp nhiều trắc trở. Dưới đây là 12 quả báo đáng sợ của tà dâm. 1. Hao tổn phúc báo. Người hễ phạm vào tội này thì phúc báo giảm. Trên đường đời lẽ ra có địa vị, tài phú mà phạm điều này, cuộc sống trở nên nguy khốn. Có người bát tự khá tốt, nhưng cuộc sống thực tế lại không như ý. Có thể là do đời trước đã phạm tội bất hiếu hoặc là tà dâm mà hao tổn phúc báo của mình. Nếu phúc báo của con người là nước trong thùng, thì tà dâm là vết nứt dưới đáy thùng. Phúc báo như thế mà hao cạn. Đặc biệt là các trang mạng và phim ảnh ngày nay tràn ngập những nội dung sắc tình loạn dục, ảnh hưởng sâu nặng đến tâm trí con người ta. Hao tổn phúc báo thật to lớn. Thời đại mạng ngày nay, tích phúc thì khó, mà tạo nghiệp thì lại dễ dàng. 2. Tổn hại phẩm đức cao quý. Những người tà dâm không có khí chất tôn quý, thường bị người khinh thường, đi đến đâu cũng đều khiến người khác xem thường. Địa vị cũng không còn, thậm chí còn thân bại danh liệt. 3. Làm việc không thuận lợi. Công việc chướng ngại trùng trùng, dẫu rằng có những chuyện mắt thấy đã sắp thành công, cũng sẽ bởi tà dâm mà sắp thành lại bại. Thường thất bại một cách không giải thích được, vì hao tổn đức mà sự nghiệp sụp đổ. 4. Lo sợ trùng trùng. Thiếu lòng tự tin, trên người cũng không có chính khí, không dám thấy mặt cấp trên, không dám đi vào chùa miếu, sợ quỷ thần, sợ bóng tối, nhát gan chuột dạ. 5. Tổn hại linh tính con người. Trí nhớ kém, khả năng tiếp thu kém, trong nháy mắt thì đã không còn nhớ gì nữa. Đầu não không thanh tĩnh, mơ mơ màng màng, năng lực tiếp thụ yếu, năng lực lý giải, phán đoán kém, cho đến tinh thần xảy ra vấn đề. 6. Tàn phá dung nhan. Tóc khô vàng, bạc sớm, da dẻ kém, già nhanh. 7. Thân thể suy kiệt. Chức năng cơ thể kém, ủ rũ không phấn chấn, không khởi tinh thần lên được, sức đề kháng bệnh tật kém, dễ dàng mắc bệnh, khí lực yếu. Đi chưa được mấy bước đã cảm thấy mình mẩy đầu nhức. 8. Bệnh tật đầy thân. Tà dâm không chỉ dễ mắc những chứng bệnh lây qua đường tình dục, mà còn gây ra nhiều bệnh khác. Xét đến cùng là do tâm không thanh tịnh. Nếu làm quá nhiều chuyện tà dâm, biện pháp an toàn cũng không phòng được, luôn xảy ra điều bất trắc. Có những căn bệnh tình dục rất khó chữa trị, thậm chí có khả năng cả đời không khỏi. Đương nhiên, chẳng may mắc phải rồi cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Có câu nói, tướng tự tâm sinh, mọi việc đều do tâm của bản thân mà ra. Phàm là mắc phải bệnh gì thì có liên quan mật thiết với cái tâm đó. Bệnh tình dục là tà dâm dẫn đến tổn hao phúc báo hôn nhân một cách nghiêm trọng. Gia đình chỉ nên có một vợ một chồng. Trước khi kết hôn, nếu phóng túng bản thân, phạm lỗi tà dâm thì sau khi kết hôn, hôn nhân không được như mong muốn. Nếu đã có gia đình mà phạm phải tội này, thì có thể gia đình không thuận hòa, nặng hơn thì có thể tan cửa nát nhà. Đó là vì phúc báo bản thân đã bị tổn thất quá nhiều mà dẫn đến hậu quả này. 10. Đời sau không như ý. Một là dễ dàng chiêu mời hậu quả vô sinh. Người làm quá nhiều chuyện tà dâm hoặc theo nghề tà dâm, chứng bệnh vô sinh luôn cao hơn so với những người bình thường. 2. Là dễ dàng khiến cho đời sau thân thể gầy yếu, không có tiền đồ sáng lạng, thậm chí đứa con sinh ra có thể ngỗ nghịch bất hiếu và đi theo con đường của cha mẹ. 11. Chiêu mời tai họa. Sau những vụ hung án, điều cảnh sát nghĩ đến đầu tiên là liên quan đến thù hận, tình cảm hay tiền bạc. Tà dâm vẫn luôn là một trong những nguyên nhân giúp phá án quan trọng nhất.
Chúng ta trong cuộc sống thường ngày cũng có thể cảm nhận được, sau khi làm ra những chuyện tà dâm, lái xe dễ xảy ra tai nạn, chuyện xui xẻo gì cũng đều gặp phải. 12. Kiếp sau đọa vào ba ác đạo. Người tâm phạm nhẹ vào thiên giới, người ác tâm nặng xuống địa ngục chịu đọa đầy, người đắc đạo xuất khỏi luân hồi. Người bị dâm dục khống chế là biểu hiện tà tâm cực mạnh, rơi vào ác đạo mà hậu quả khôn lường. Trong văn xương đế Quân Âm Chất Văn có viết rằng, những người tham lam sắc dục, hành vi bất chính, làm tổn hại đi bản tính lương thiện và danh tiết của bản thân, tức là trái với thiên lý, thì sẽ phải chịu nhận sự trừng phạt. Thiên thượng sẽ giáng tai họa cho những người này, báo ứng vô cùng nhanh chóng. Chỉ những ai trọng đức, giữ mình thanh khiết, thủ thân như ngọc thì mới có thể được phúc báo. Từ xưa đến nay, mọi người đều tin rằng những người có thể nghiêm khắc với bản thân về vấn đề sắc dục, tà dâm thì nhất định sẽ được phúc báo. Còn những người tham lam dâm dục, làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý, thậm chí mới chỉ có những suy nghĩ bất chính thì cũng đã là có tội và phải chịu sự trừng phạt.